lấn biển rồi phân lô ra bán là không biết bán hết không mà thấy còn còn đất bỏ hoang cũng nhiều. Ông nào cũng làm khu lấn biển á. Cái này là khu lấn biển ở Hà Tiên. Đêm dời ra đây ta. Nó để chữ chạy đêm ở Hà Tiên á. Bên kia nữa kìa. Đêm ở ngoài này không biết bây giờ có mua bán gì không mà thấy sạp đóng cửa hết trơn nè. Trời mấy chục năm rồi chứ bắt đầu cũng vô chắc cũng cỡ 20 năm có rồi. Khu đất này khu đất lấn biển Cẩm Tiên một.
cầu Tô Châu. Còn cái này là vô chợ. Đây bãi xe cũng đông quá nè. Khu này khách sạn nhiều, khách sạn, nhà nghỉ. Hồi nãy ra bãi biển bà con cũng đông. Này phía sau chợ, phải sau chợ Hà Tiên. Ngọc móng tay. Mực. Ở đây rồi biển luôn. Cá bóp. Kia là bến tàu đó, bến tàu là đi Phú Quốc. Cái này khách sạn 5 sao thôi gì nè. Tàu khách Hà Tiên, Tiên Hải. Nước có kinh dĩnh tế gì nó chảy ra đây nè, chảy về đây nè. Ở đây là khu cảng cá, đi vô trong này là cái cảng cá trong này. Ghe nó đậu hàng hàng lớp lớp ở trong này nè. Để vô coi có lên cá, lên mực kìa không. Thấy im lìm quá trời.
bến đò. Cái này ghe đi biển đó bà con. Rồi xăng dầu lên giá thế này mà đi biển cũng dễ bị lỗ lắm. Im lìm không có ai, không có xuống cá, không có gì hết. Mấy chiếc tàu này là tàu cá mà bằng gỗ, nó đi biển đó. Có mấy cái dạng đèn đó là tàu tàu mực, tàu đánh mực. Hàng hàng lớp lớp. Không có ai xuống cá gì hết.